Nó mới rớt chưa kịp gì luôn á. Quay qua nó nhặt rồi. Đem tiền theo thôi đúng không chị? Đúng rồi, em không cần phải đem theo cái gì chứ. Chỉ cần đem tiền theo là đủ nha. Đem tiền chị buồn phí bao nhiêu vậy chị? Nói là một chị 300 nghìn. Trả thì chắc từ 200 đến 400 nữa là 500 đến 700 nghìn một lần. Hiểu không? Hiểu không biết đó. 500 đến 700 nghìn một lần là trả sẽ bao nhiêu? Nó có gì dưỡng mấy với em chị? Rồi đừng có rung đùi, cây kim mà nó chặt một phát là sinh nhật chị Hoài đãi quán ba nào vậy chị? Nhớ luôn à, ở trên Đà Lạt nha. Đãi ở ba trên Đà Lạt ấy. Chị buồn đi Đà Lạt hết rồi. Ôi, chị quay biết đến đây rồi hả? Từ đây tới đó còn lâu lắm nha. Ngoài sao cũng đó. Khoảng 1 ngàn nó té, nó dắt té rồi này nó xin lỗi. Rồi mới dắt. Ừ. Nó dắt một phát là nó xin lỗi lại. Lắp thêm cổ chưa kịp làm tới lúc nữa. Bữa nay đừng đuổi chị Hoài ra ngoài nữa. Ôi, chị Hoài bỏ lỡ quá. Chị bị thán hạn. Chật quá để chị đi, cái này bị nổi rồi. Nó không có rồi. Chật như mấy rồi. Aribank hình như nó chỉ có ngày đi làm nó mới làm ý, ai chuyển được hay sao ấy. Cái ngày nghỉ là nó sẽ bị lỗi. Đúng rồi. Em đồng ngân hàng gì? Người quê chị, qua bản sao cho chị xin đó. Chị đây, chị xài Vietcombank. Dạ. Vietcombank á, chị gọi tư vấn nó, đôi khi không có. Ừ. Nó bị chậm hoài à. Vietcombank gọi nhân viên không gọi được nha. Dạ, đúng rồi. Mệt mỏi và ăn ghê. Em quay mẹ không nhìn thấy đó. Làm sao em quay được? Tạm thấy. Nhìn chuyên nghiệp không? Mình quay chuyên nghiệp không? Nói chung thấy chỉ có Aribank là xì ke nhất thôi. Một bình nó bên đây à?
ngủ với những cái vi à. Nó ngồi nó chạy serum mà giống như kiểu nó ngồi trên xe phân khối lớn đấy. Một mình là nha. Rất hoài. Nay mình có thuốc mê không chị? Để ra chị đánh em phát em ngất xỉu rồi vô lấy mụn nha. Dạ, đỡ.
được bạn nào bên đó không? Tâm nào ta? Tâm á, tâm bụng. Hai chị là tên gì? Chị tên gì nhớ không? Nhớ chị. Ừ. Đúng tên với ông nãy nghe nói. Chị tên An. Ủa cái chị đó nãy người nặng bụng vậy? Đây. Rồi tên nhớ. Chị tên Hoài nha. Dạ, yeah, em nhớ. Mình đi thù chị tên, mang thù chị nha. Khách kia bằng Na không ạ? Tự tin Hana nó tay sao qua chị Na cái gọi thôi đi phàn nữa luôn. Thằng nằm thì thở cũng nói được, thằng quay cũng đứng thở nữa. Ủa chứ không thở làm sao? Thở mà cũng chửi này nhờ. Đúng không? Biết hẹn, thấm sao bây giờ. Thật luôn á. Mấy bé hai ca đi chơi mà là vô. Mấy bé hai ca. Nó hai ca năm mà nó kêu người ta hai. Trời, con gái kêu bé cho nó nhỏ, nó dễ thương. Em xuống đá con gì người. Mấy bé. Em kêu chị ăn là bé chị ăn. Thôi rồi. Kêu bé ăn nha. Bé là chứ. Không nói được luôn hả? Tiền nó không cần đâu, chị biết rồi đấy. Tại vì đi chỉ mụn mình gấp tay. Mấy đẹp cho nó chụp đó. Trời ơi. Tí là tóc nó được đứng rồi đi về. Để bình thường thôi, kẹp cho em để bình thường thôi. Gì mẹ. Nhịp mẹ con. Về đừng có chửi anh Duy là kêu dẫn đi chỗ nào mà nó đau vậy nha. Ủa giúp em đeo cái trang gì cũng bị gì. Em thấy dưới quê tấm dung cưng thì ra là dưới dung cưng. Quê tấm dung cưng. Quê em mấy anh chị lớn, em lớn ở này cũng kêu cưng, cưng, cưng. Lớn nhỏ cưng hết. Cưng mà. Tục tưng. Tưng. Em đưa tiền cho chị An thay là chị An sẽ kêu em cục cưng á. Vậy đó là cục gì? Cục cưng chị nhớ là cái gì? Có làm đẹp ở làm đẹp nam không em, khách bên em là nam không có anh thôi. Đối diện y mát chị nói, đối diện y mát. Cái thị lớn của tên của chị. Đối diện y mát. Người ta hỏi có làm nam không? Không, nãy câu mấy câu trước em ngồi nghe lắng nghe nhưng mà em nghe sao em nói được. Trời đất, bây giờ mới nói là sao tới hồi ăn chưa. Em làm bên spa đó anh, nhưng mà khách nam cũng nhiều lắm nha. Anh có nhu cầu thì anh bút lịch nha. Thế thì quá, quá đậu quá đi, cảm ơn em chị à, em chào tất cả. Chị phàn người ta xíu đi chứ. Anh đang dậy nãy giờ. Không được nương tay. Để cho nó thở.